bị tịch thu giá võng ghế ngồi vì nợ thuế 1,5 triệu đồng. Tôi cương quyết không nhận lại giá để treo võng và ghế nằm đều bằng gỗ của mẹ tôi mà chi cục thuế huyện Bắc Bình đã cưỡng chế tịch thu mang trả lại. Ngày 13 tháng 10, ông Lê Anh Thảo, ngụ xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận nói như thế với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thảo cho hay ông mở cơ sở mộc tại nhà để đóng đồ gia dụng cho bà con xung quanh. Hàng năm ông đóng thuế môn bài 500.000 đồng và mỗi tháng 150.000 đồng. Thế nhưng từ năm 2014, cán bộ thuế tự ý nâng cấp cơ sở mộc của ông lên thành cơ sở kinh doanh đồ gỗ để yêu cầu ông nộp thuế môn bài 700.000 đồng và thuế hàng tháng 200.000 đồng. Tôi đã làm đơn khiếu nại không đồng ý với kiểu nâng cấp không có căn cứ của cán bộ thuế. Phan Lâm là xã vùng cao, đa phần là người dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn, thỉnh thoảng mới có người đến thuê, đóng đồ gia dụng, chứ không thể kinh doanh, mua bán đồ gỗ ở đây được, ông Thảo nói. Trong lúc ông Thảo đang khiếu nại, bất ngờ tháng 10 năm 2014, Chi cục thuế huyện Bắc Bình ra quyết định cưỡng chế để kê biên tài sản vì cho rằng ông Thảo còn nợ thuế hơn 1,5 triệu đồng. Ngày 29 tháng 1 năm 2015, đoàn cưỡng chế đã tới nhà ông lấy giá để võng bằng gỗ và ghế dây gỗ của mẹ ông Thảo trị giá hơn 12 triệu đồng bỏ lên xe chở đi. Hai tài sản này sau đó được Chi cục thuế huyện Bắc Bình mang đi bán đấu giá lấy tiền. Ông Thảo viết đơn tố cáo. Tháng 3 năm 2016, Cục thuế tỉnh Bình Thuận có văn bản kết luận vụ việc. Cục thuế tỉnh Bình Thuận khẳng định việc ông Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Bắc Bình ủy quyền cho phó Chi cục trưởng ra quyết định cưỡng chế với lý do mình nghỉ phép là sai. Thời điểm trên, ông Chi cục trưởng không hề có đơn xin nghỉ phép. Do đó, quyết định cưỡng chế của Chi cục thuế huyện Bắc Bình đối với cơ sở mộc của ông Thảo không có giá trị pháp lý. Ngoài ra, việc đoàn cưỡng chế kê biên giá treo võng ghế dây nằm bằng gỗ nhưng hai tài sản này không thể hiện trong hồ sơ xác minh tài sản là không đúng quy định. Từ những căn cứ trên, Cục thuế tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chi cục thuế huyện Bắc Bình hủy quyết định cưỡng chế, trao trả toàn bộ tài sản mà đoàn cưỡng chế đã kê biên và bồi hoàn các thiệt hại liên quan đến việc hư hỏng tài sản kê biên. Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Chi cục thuế huyện Bắc Bình ra quyết định hủy quyết định cưỡng chế trái quy định của mình trước đó. Do giá treo võng và ghế gỗ đã bị bán đấu giá nên các cán bộ thuế phải vất vả đi tìm người mua để xin chuộc lại. Tuy nhiên, khi mang trả thì ông Thảo không nhận do các món đồ đã hư hỏng. Ông yêu cầu chi cục phải xác định giá trị để trả lại tiền cho mẹ ông. Chi cục còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình ông bởi từ ngày bị cưỡng chế, tịch thu tài sản, cơ sở mộc mất uy tín, không còn khách hàng nên ông phải đóng cửa đến nay. Vụ việc này khiến tôi thiệt hại nặng về kinh tế, đó là chưa kể danh dự của mẹ tôi là một người mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi có cha và anh là liệt sĩ, giờ mang tiếng nợ thuế chây lì, nên đến nỗi chính quyền phải tổ chức cưỡng chế tịch thu tài sản, ông Thảo bức xúc